Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Mạnh Phiêu. Hôm nay Mạnh Phiêu xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc ghế massage thông minh Elite Sport mình vừa mới tậu được ha. Rồi mời các bạn xem nhanh cái video clip này, mình giới thiệu qua các tính năng công nghệ mới nhất thông minh trên chiếc ghế massage Elite Sport. Một chiếc ghế vừa vặn sẽ mang đến cho bạn tư thế ngồi thoải mái nhất. Ghế Elite Tesla Navy đến từ nhãn hàng Elite Sport. Câu 15 câu lệnh điều khiển bằng giọng nói giúp bạn tận hưởng trọn vẹn cảm xúc thư giãn một cách dễ dàng. Túi ký căn phòng bố trí ở vai, tay, bắp chân, bàn chân tác động toàn diện, giúp giảm đau nhức các vùng tương ứng. Tận hưởng chất lượng âm thanh sống động ở phần loa bố trí hai bên ghế. Elite Tesla Navy có thể dễ dàng điều chỉnh với 3 góc nằm không trọng lực, 8 chương trình massage tự động, thực hiện thuần thục các động tác xoa đấm, ấn, vỗ, huyết, mang lại sự thư giãn tuyệt vời. Ghế massage Elite Tesla Navy, năng lượng cho sự khởi đầu. Tesla Race Elite Sport nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình ngồi trên ghế, bước lên mình ngồi thoải mái ha. Hai tay mình để bên đây ha. Bây giờ mình thực hiện ra lệnh giọng nói nha các bạn. Xin chào. Thư giãn. Mình thực hiện câu lệnh xin chào thì mà ghế nó đã hiểu được và nó sẽ đang chạy dọc sống lưng của mình đó. Cái con lăn 4D nó chạy dọc sống lưng, nó đo từ cái trên cổ rồi nó chạy xuống cái đốt lưng, xuống tới xương chậu. Đó, xuống tới cái mông mình luôn đó các bạn, để đo chiều dài của đốt sống lưng và cái chân của mình nè, nó đo mỗi người mỗi khoảng cách, mỗi cân nặng chiều cao khác nhau nên ghế sẽ cho ra một cái chiều đo, số đo thích hợp để có những cái động tác vật lý trị liệu, nó xoa bóp lưng ha, xoa bóp và nó lăn trên cái lưng mình đó, nó bấm những cái huyệt hai bên hông, nó có hai cái túi khí hai bên, nó bơm hơi vào để nó nén cái vai mình lại cho chặt và nó chạy đó. Đây là ghế massage thông minh thương hiệu Elite Sport phiên bản Ray màu xám đó các bạn, màu xám Tesla nha các bạn, nó giống như là xe điện thông minh Tesla lấy thương hiệu đó. Rồi tính năng thông minh thứ hai của set của cái ghế này là gì, là ra lệnh giọng nói các bạn, ra lệnh giọng nói kết nối Bluetooth vào và chúng ta có thể nghe nhạc thư giãn trong lúc massage ha. Có hai cái loa, đặt hai bên cái loa bên tai mình nè, âm thanh nó du dương nhẹ nhàng thôi các bạn, chứ không phải là âm thanh lớn như những nhà hát hay gì đâu, âm thanh nó vừa phải để thư giãn trong lúc chúng ta relax đó. Và nó có những cái bài tập sau, những bài massage thông minh với ba chế độ nhẹ nhàng, chế độ vừa phải và chế độ mạnh đó. Và các chế độ thông minh bao gồm như sau, mình mở cái remote ra cho các bạn xem. Đây, bấm vào menu nha, có remote thông minh đây. Bấm vào menu, mình bấm vào cái mục tự động, ok. Chế độ thứ nhất là massage nhanh, chế độ thứ hai là massage nhẹ nhàng, thứ ba là thư giãn, thứ tư là massage toàn thân, thứ năm là cổ vai, thứ sáu là lưng eo, thứ bảy là massage kéo giãn và cuối cùng là massage thể thao. Đó, có 8 tính năng thông minh thôi, 8 bài tập khác nhau để phù hợp với từng cái bài tập đó. Nó có những cái bài đấm bóp xoa miết lưng mình nè, rất là sướng các bạn. Một bài thì nó cho chúng ta thời lượng là 20 phút nha các bạn. Ghế này phù hợp với tất cả mọi người, thể trạng của người Việt Nam chúng ta nó cân nặng từ một đến maximum tới 100kg đó các bạn. Và chiều dài của nó đối với người có khổ khả năng dài tới cao tới 1m9 rồi các bạn. 1m9 rồi. Mình 1m72 thì mình ngồi cái ghế này vừa phải ha. Và bà xã mình 1m58 thôi thì quá tốt, quá dư sức để cái ghế này nó phù hợp với mình đó. Hai cái tay hai bên nè các bạn, để hai tay hai bên thì nó sẽ bơm những túi khí vào đây, nó bóp để lưu thông máu ha, tuần hoàn máu. Rồi cái chân mình nó massage sướng lắm các bạn, đó
bạn xem nó có túi khí hai bên đây, nó bóp hai cái bắp chân vào lại, và dưới chân á này sẽ có những con lăn, nó lăn cái lòng bàn chân và hai bên nó lăn cái mắt cá chân của mình luôn. Còn đối với những cái dòng ghế Elite Sport luôn mà 5.990.000 cho đến 10 triệu á thì nó chỉ có lăn thôi các bạn. Mình đã ngồi thử qua những ghế đó rồi, tiền nào cũng nấy nha các bạn, tiền ít mà. Dưới 10 triệu nó chỉ có lăn cái lưng thôi và lăn cái lòng bàn chân thôi, nó không có đấm bóp nha các bạn, nó không có những động tác đấm bóp xoa này kia. Còn cái này có những động tác vật lý trị liệu, đúng là đấm bóp xoa và nó ấn các huyệt trên cơ thể mình luôn đó các bạn, theo các bài liệu pháp trị liệu mà những nhà khoa học đó, họ đã nghiên cứu ra cái ghế này đó. Đây là mình review nhanh nha, mình có khả năng là ngã cái ghế ra cao hơn á, không trọng lực á, thì mình ra câu lệnh như sau. Xin chào, hạ xuống, chúng ta nói ngược lại nha, mình nói hạ xuống thì nó sẽ nâng ngang và chúng ta nằm thư giãn nè. Xin chào, nâng lên. Đó, thì chúng ta nói câu lệnh nâng lên thì nó sẽ nâng cái người mình lên theo cái tư thế mình ngồi khoảng 45 độ đó các bạn, rất nghiêng là 45 độ. Còn khi mà chúng ta muốn ngã ra thì chúng ta nói là hạ xuống ha. Đó. Rồi, mình review nhanh. Các bạn có nhu cầu quan tâm đến cái ghế này thì hãy liên hệ ngay đến cái shop Elite Sport trên toàn quốc luôn, có các cửa hàng trên đây ha. Và mình cũng giới thiệu luôn, ghế này là ghế dành cho gia đình massage, còn có các loại ghế mà cho những người mà sử dụng xe hơi á, xe for đó, các bạn có thể đi xe for, bữa nay mình đặt áo tân phần for nè. Những khách hàng đã sở hữu xe for nó cũng có khả năng mua những cái ghế mà để trên xe hơi phục vụ cho những chuyến dài, khi chúng ta lái xe đó đi xa, chúng ta nên để cái ghế massage trên đó để cho cái lưng của mình nó được massage và tránh mỏi mệt ha. Đây là một sản phẩm công nghệ thông minh chăm sóc sức khỏe phục vụ cho gia đình của các bạn. Đó. Rồi khi chúng ta tắt máy, chúng ta nói ra lệnh. Xin chào. Xin chào. Tắt máy. Đó, khi mình ra lệnh tắt máy, ghế nó sẽ hạ chạm sát đất và chúng ta bước ra thì chúng ta không nên bước thẳng ra ha. À mình quên, có một cái công nghệ ở đây nữa là sạc điện thoại các bạn, sạc điện thoại cắm dây đây sạc. Còn những loại sau này nó có sạc smartphone không dây luôn nha các bạn, đó là tính năng thông minh ha. Rồi có cái chỗ để smartphone để đây nè các bạn, có cái túi thương hiệu Elite Sport nha. Rồi quý khách hàng có nhu cầu mua thì cứ liên hệ bên Elite Sport. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha. Khi các bạn đi xuống nè, mình bước ra, bước chân ra khỏi đây, chỗ này an toàn, tránh bước lên đây nha, cái này nó mau hư. Đó. Ghế này rất là thông minh nha các bạn, thương hiệu Elite Sport. Và cái chất liệu da này là da công nghiệp chứ không phải da xịn, da thật đâu, nhưng mà nó rất là tốt các bạn. Tại vì những cái loại mà hàng mấy triệu đó, 30 triệu, 40 triệu đó, nó làm đẹp lắm, cái da nó xịn lắm, sờ vô nó mịn màng, nó thông minh, nó êm ái lắm. Còn cái chất liệu ghế da mà dưới 10 triệu nó không được bằng cái chất lượng này nha các bạn. Bạn hãy để ý cái đó nha. Và đây là cái remote thông minh. Điện, nguồn điện là chúng ta xài nguồn điện 220V ở gia đình, là bất kể gia đình nào cũng xài được ha. Nói cái này nó không có xài pin nha các bạn. Cái remote này nó xài nguồn điện của máy luôn nha. Và con lăn đây là con lăn 4D, nó chạy từ dưới lên nè. Con lăn 4D. Còn những loại thông thường nó chỉ 2D thôi, nó chỉ lăn cái lưng mình thôi. Và lăn cái lòng bàn chân này thôi. Nó không có xoa miết và đấm, có những động tác đấm bóp, cảm giác nó sướng hơn nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video clip đây, xin hẹn các bạn ở video clip lần sau.